Top 5 con điện thoại Redmi Note Pro đáng mua nhất hiện nay ở trên thị trường ha. Và Redmi Note Pro là một dòng sản phẩm khá đặc biệt và thành công đến từ Xiaomi. Đây là một trong những dòng chủ lực của hãng trong phân khúc tầm trung giá rẻ. Thực ra là trước đây là Xiaomi không có dòng Note Pro đâu nha. Chỉ từ những cái thế hệ gần đây thì họ mới đẩy mạnh cái dòng là Note Pro. Và chúng ta sẽ có thêm cái biến thể nữa là Pro Plus. Đây có thể nói là cái phiên bản nâng cao của cái bản Pro. Và để nói về dòng Redmi Note Pro thì chúng ta có rất nhiều luôn. Nhưng mà đây là những cái con mà mình thấy là đáng mua nhất thời điểm hiện tại ha, với mức giá rất tốt, chỉ rơi vào tầm từ 4 cho đến là 7 triệu đồng thôi. Các bạn là mua được những con Redmi Note Pro là cực kỳ ngon rồi. Với dòng Note Pro thì ưu điểm của nó là giá tốt này và rất là bền. Thường dòng này thì được Xiaomi chú trọng vào độ bền nha. Và những cái bạn nào đang xài những con Note Pro thì mình tin là biết rồi. Những con như là Note 8, Note 9, Note 10 Pro hay kể cả Note 11 Pro ha, bây giờ xài vẫn còn rất là ok. Chứ chưa nói đến những cái con mới như thế này. Rồi ok ha, con đầu tiên mà đáng mua của dòng Note Pro hiện nay ấy đó chính là con Redmi Note 12 Pro. Và phân khúc con này thì nó vẫn rơi vào tầm 4 cho đến 5 triệu đồng ha. Và đây là phân khúc thì tùy là nó sẽ có những cái phiên bản khác nhau, bản tiêu chuẩn là 6128, tiếp theo là 8128 hay là 8256. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên mua hai cái bản thấp thôi, chứ cái bản cao thì có thể là mức giá nó lại đụng phải cái dòng là cao hơn rồi, nên là các bạn không nên mua ha. Và với dòng Note 12 Pro thì ưu điểm của dòng này là thiết kế nó vẫn còn rất là đẹp. Chúng ta sẽ có mặt lưng kính cường lực ha, với những cái bản màu sắc khác nhau như là màu đen, màu trắng, màu xanh và đều rất đẹp. Và cái form của dòng Note 12 Pro nó vuông vức, nam tính, rất là đẹp luôn. Và điểm nhấn dòng này là đi kèm màn hình AMOLED 120Hz tần số quét viền đều, và chất lượng tấm nền của cái màn hình này vẫn rất đẹp nha. Và máy sẽ có hệ thống camera 50MP OIS với cảm biến Sony IMX766, chụp ảnh vẫn còn ngon choét. Nếu như bạn nào mà dùng Note 12 Pro thì mình tin là các bạn sẽ thấy chất lượng cam nó là không thua dòng Note 13 Pro đâu nha. Và con này đi kèm với thông số cấu hình vẫn ổn, với chip Dimensity 1080, con chiếc này vẫn cho tầm ít nhất là 550.000 AnTuTu Benchmark. Các bạn xử lý bình thường và vẫn chiến tốt những cái tựa game tầm trung, cũng như là loa kép on by S-Mode, pin ở mức 5.000 và hỗ trợ sạc nhanh 67W. Đặc biệt phần mềm con này các bạn yên tâm có thể unlock cũng như là UPROM Fake Unlock rất là dễ dàng, lên quốc tế HyperOS các bạn xài ngon lành, ổn định ha. Đó, thay vì một số những cái dòng sau này thì không thể nào unlock được hoặc là unlock rất là khó khăn. Rồi, con Redmi Note Pro thứ hai mà đáng mua thì không ai khác xứng đáng hơn cái con này này, Redmi Note 13 Pro. Đây cũng là một trong những con bán cực kỳ chạy tại shop Nam Béo Store luôn. Hầu như ngày nào cũng có người hỏi và mua một vài sản phẩm này ha. Đó, và với Note 13 Pro, cái ưu điểm con này là bây giờ mức giá nó khá tốt, rơi vào tầm khoảng là loanh quanh là 5 triệu đồng thôi. Và các bạn đã được một dòng máy mới sản xuất ở năm 2024, nên là về chất lượng phần cứng thì cực kỳ yên tâm rồi. Con này là lô hàng sản xuất 2024 không mà. Đó, và con này có thiết kế cao cấp, đẹp, vẫn giữ nguyên form của dòng Note Pro, rất là vuông vức ha, nam tính, đi kèm với camera hình vuông rất là đẹp. Và chúng ta vẫn có cổng hồng ngoại này, có jack cắm tai nghe 3.5mm. Và điểm nhấn tiếp theo đến từ màn hình, dòng này được trang bị tấm nền AMOLED với 120Hz tần số quét, độ phân giải là 1.5K, viền mỏng, độ sáng cao là 1800 nit, bảo vệ bằng kính cường lực Corning Gorilla Victus thế hệ đầu tiên, rất là cứng cáp. Cũng như cấu hình con này thì nó trang bị chip Snapdragon 7S Gen 2, vẫn cho tầm khoảng 600.000 benchmark. Các bạn xài mượt và chiến mắt setting những cái tựa game mobile phổ biến ở trên thị trường ha. Và máy sẽ có hệ thống camera là 200MP OIS, cam trước lẫn sau đều có quay video là 60fps ha, khung hình nó mượt. Đó, và có loa kép đôi bay S-Mode, pin 5000mAh, sạc nhanh 67W. Pin nó nâng cấp trong lượng một tí so với Note 12 Pro. Và đặc biệt là phần mềm thì dòng này có thể UPROM quốc tế hoặc là Fake Unlock quốc tế, cực kỳ ổn áp nha, có full tiếng Việt các bạn xài. Đó, giá thì nó, lưu ý đây là bản sách tay thì giá nó rẻ hơn tương đối so với lại là chính hãng, và các bạn xài vẫn rất là ngon lành. Nên đây là một trong những con mà có thể nói là rất là đáng mua ở thời điểm hiện tại ha, của Xiaomi và dòng Redmi Note Pro nói riêng. Rồi, con máy Redmi Note Pro thứ 3 đáng mua theo cá nhân mình chính là con này này, Redmi Note 14 Pro 5G. Con này cứ phải gọi là chấm hết nước luôn. Mình đã làm video này, crop test này, ngâm nước các kiểu con là điều mà nó vẫn sống nhăn răng ha. Và đây cũng là một trong những nâng cấp quan trọng của dòng Note 14 Pro là về tính năng chống nước và độ bền. Con này rất là bền luôn. Con quật thoải mái và đạt cái tiêu chuẩn chống nước bụi là IP69K cao nhất luôn ha. Và con này mình đã test ngâm nước 12 phút cũng như là con quật thoải mái vẫn sống. Các bạn có thể xem lại video trên kênh ha. Và đây là một trong những cái điểm giá trị nhất ở trên dòng này. Và tiếp theo nữa, dòng này nâng cấp về màn hình, đã được trang bị màn hình cong thay vì màn hình phẳng như trên Note 12 và Note 13 Pro. Màn hình cong con này thì có
thông số kích thước 6.7 inch, tấm nền AMOLED với 120 hệ tần số quét độ phân giải 1.5K, độ sáng tối đa có thể lên đến 3000 nit ha, và có công nghệ vân tay nhúng. Màn hình con này cũng rất là đẹp luôn. Và cấu hình máy trang bị chip Dimensity 7300 Ultra, vẫn là con chip có hiệu năng tốt với 650.000 AnTuTu Benchmark và đi kèm với các phiên bản RAM ROM khác nhau. Đặc biệt là mức giá nó bây giờ cũng rất bình dân, ngang với Note 13 Pro. Tuy nhiên con này thì cái nhược điểm đó là vẫn chưa có tiếng Việt nha. Việt hóa chưa được và chưa có ROM quốc tế nha, các bạn phải chờ thời gian sau này. Đây là giá nó tốt và đây là nhược điểm các bạn cần lưu ý, cũng như là vẫn có loa kép Dolby Atmos pin được nâng cấp lên cái mức là 5500 mAh, xài cực kỳ trâu bò, đi kèm với công nghệ sạc nhanh là 45W. Đây cũng là cái điểm mà nó cắt giảm so với Note 12 13 Pro 67W nhưng mà vẫn rất ok ha. Rồi con Redmi Note thứ 3 đang mua á, đó chính là dòng Redmi Note 13 Pro Plus. Bây giờ phân khúc giá 6 củ quá ok luôn. Con này là thuộc dòng Pro Plus nâng cao, nên là nó sẽ có những cái tính năng cao cấp. Ví dụ như vẫn được trang bị chống nước IP68 này, vẫn được trang bị màn hình cong đó, tấm nền AMOLED 1.5K 120Hz, chất lượng rất là tốt. Đi kèm với đó là những cái thông số khác như là camera 200MP, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh 120W tốc độ bàn thờ và cấu hình chip Dimensity 7200 Ultra ha, đi kèm với bản 8256 và 12256 tiêu chuẩn. Đó, hiệu năng xử lý cũng mượt mà, và con này đặc biệt là có ROM quốc tế, các bạn up ROM rồi các bạn trẻ ROM fake unlock ha, nó như kiểu là máy quốc tế rất là ok luôn để mà các bạn sai. Đó là con Redmi Note Pro thứ tư ha, và con thứ năm là con cuối theo cá nhân mình là đáng mua ở cái thời điểm bây giờ á, đó chính là con gì nào, con này đây, Redmi Note 14 Pro Plus với mức giá cũng chưa đến 7 củ đó. Con này là cái bản nâng cấp ha của Note 13 Pro Plus. Về thiết kế mới, con này vẫn được trang bị đổ bền và khả năng chống nước cực kỳ ấn tượng ha, IP69K ngâm nước thoải mái, quang quật các kiểu. Và máy được trang bị màn hình cong AMOLED 120 hệ tần số quét độ phân giải 1.5K, có vân tay nhúng, đổ sáng tối đa có thể lên đến là 3000 nit, rất là đẹp. Và thiết kế con này cũng rất là cao cấp, đi kèm với cấu hình chip Snapdragon 7S Gen 3, bản tiêu chuẩn đã có 12256, hệ thống camera 50.OIS, chụp ảnh tốt nha. Và đi kèm với pin thì khủng hoảng luôn, 6200 mAh và sạc nhanh 90W tốc độ bàn thờ, cũng như là loa kép với công nghệ âm thanh là Dolby Atmos. Và con này thì các bạn chỉ cần lưu ý về nhược điểm là nó cũng tương tự như là Note 14 Pro 5G, là vẫn chưa có tiếng Việt, ROM tiếng Việt hay là file Việt hóa nha, nên là các bạn phải chờ một thời gian nữa. Rồi thì trên đây là top 5 con máy dòng Redmi Note 14 Pro Plus có thể nói là cực kỳ đáng mua thời điểm hiện tại ha. Đó, các bạn có thể cân nhắc những cái con này thì ngon nhất rồi của dòng Redmi Note rồi. Đó, vừa đảm bảo là mới, phần cứng tốt, an tâm, không lo hàng dừng ha, cũng như là về thông số cấu hình và tính năng và mức giá thì quá là ok. Link mua thì mình sẽ để hết bên dưới mô tả, các bạn quan tâm thì cứ bấm vào ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.